lô này mà này anh đi lô này đọc đó nghĩa lô cô này đọc đó chân lô này đọc đọc miliwatt mình mà đọc cột thì mùi nó đọc khéo đi tiết tớ thì tớ chỉ mà rồi đi bi chứ này thế tôi mà tiết dân khơi này còn lại như connector chân connector lô của màn này lột đọc DB tòa mà tiết mình sẽ viết connector mũi tiết đọc DB tiết và tòa mà tiết mình lôi tiết connector mũi tiết đọc DB đấy anh đi chân đời này đặt vào chung chân đời ấy sẽ tạo oxide tiết supply tiết mà pay DB đấy mà đó này connector mũi tiết oh, fiber loss đấy chân fiber loss này dương thử cực mà đo vì nó mà đo này trong fiber loss dương thì tôi tới mà anh đi bi mà lô giống đó nè mà đi bi trong môi cái lô mà chân bị dương đập chẳng ngày ni đo vào mà này đọc lô mà chân bị thử chí đọc đi bi lô rồi nhé cái connector dương lại ni đọc đi bi thì đọc đi bi thì chân là sao và man đọc mà thấy xám há à, đọc hốc chất bạc nhé bạc chân là receiver là tôi mắt sao mà thấy đi bi thế mà thấy đi bi thấy đi bi màn đó nó đi tới chỉ linear mình phải đi bị âm rồi cái gì vậy chỉ khó vậy các cậu đọc milivat mà đọc db rồi ta dừng cùng đọc này mới điện à nhưng mình bài cho này đọc cùng đọc hạng mục này điện à nè cùng đọc một điện cái đọc lúc đọc này đắp xuống môi thì là khổ à lúc đọc này đắp xuống môi ta cho mình tràng đi chứ mình được trình đọc cái gì vậy nè à cùng đọc ủa cần khó này khi bài thảo chẳng hạn đây lục đọc nét và mối cùng đọc tới khi đọc nhé đọc thì bị âm chẳng đọc chẳng còn ta lỗ lỗ mà lấy đọc 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 lại sao mà đọc mà anh ấy đọc hay này đọc một hay nhé đọc một hay đi bì bài tư chia đi mình mà son mùi
chẳng bây giờ chẳng là khó ná đi kì tên này bị chỗ đọc mà hỏi ấy chẳng lộn này đọc mà mùi nế đi gồm bài hỏi đây nế đọc hỏi nế này ếch này đọc lộn này ếch ế nế tờ lãnh này đọc lộn này ếch. Ok, chẳng đọc một hay đi bí này dừng bài trên mà với như này nó thể chạy đọc chạy ấy nhớ nữa à. Chẳng đọc xôn xôn trên xôn mũi xôn trên xôn mũi mili vạt à, phần năng chẳng là ta phần năng sensitive robot photo receiver dưỡng ai đi thách bàn rồi cái gì mưa lại nè chẳng bảo photo receive sensitive này bị ảnh thách ban tham mà đo size sub db chẳng mà đo cái này ní đo pay db âm ấy ấy chẳng là ai tần ca bàn thì thân ấy ai nơi tần ca bàn vô đàn này thì siêu vời những đo pay chẳng như sao mà chín mà pay db toán chân link power bật chất đi cùng video là mình ở hái chân của anh dạy dạy tế ai dừng mưa rụt mình tìm đoàn đấy bập hộp bật lưu để dừng bật chân tư ai chỉ laser nè đặt chân chún cái chữ fiber ai nè tập tố cái chữ photo diode thế nhé photo diode anh chân fiber nó cứ còn mình loss nè alpha l chân thật alpha l nó bằng màn db low bằng màn db không bằng low chúng mà sinh trực sai nhưng đọc lỗ điện đọc nó cùn lần 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 lấy alpha lại đang tạm đọc chắc là không tùm rung đi tại là không tùm rung thì a scale là bao dưỡng cứ p gì ghế p gì ghế thì rất này P rất small dù môi nắng P 0 cùng dù môi nắng ớt phải cùng đỏ alpha đỏ A ớt lại chẳng hạn đi bây giờ bằng lại anh chị lô và rịt máu nó thì chỉ bảo đỏ thay thần này sẽ này thần này này chẳng hạn đi bị A chỉ P P ở đặt thật P receiver P O đấy là chúng ta chậm ngày nào mối anh ấy cứ P S đấy P và cục lớn thở đỏ gì môi nắng loss nè loss đại dương tăng đại alpha L này ok chân alpha a nâng lên tới lại ná cứ a cùng chim muỗi nó đọc lô cô đọc này ơ thế chân chụt lô đọc này ơ nó cùng đọc với cùng a được nhìn khơi bằng má nè được chữ bốn bia bảy bốn này bảy bốn a thế rồi đó là p mà đo cái lại ní rồi dựng bỏ nó dựng bỏ phục nước mọc hàng này máu tao nhé chân mình nắng đôi chỉ p p khang receiver nắng mà db đó cái chữ db âm db đó chân ps độ gì môi nắng alpha f l thấy dương bo anh đi bo anh đi tao nhé bo anh đi mà anh em mà chân thực chỉ bập phúc độ gì môi nắng receive nhưng khơi lâu rồi hay từ của môn môi thì dương khơi như cái loss và dương á loss ps lớp po chẳng hạn đấy cứ linear scale anh ấy cứ linear anh ấy cứ logarit chẳng được môn làm biên tra này tập pi hết nè tập pi bay đi
chúng cùng chặt lòng như vậy. To mà tiết chênh pi à lâu năng từ tiết vì mình miên từ lâu từ lâu optical fiber năng đấy. Mà mình từ miên từ lâu optical fiber năng mới thế. Vì miên lâu xem trên cái từ bộ châu này chẳng này lâu cứ bộ châu này. Đấy nhé. Chẳng pi s đó pi on nó sao là mà đang này sầm khán từ từ tu to thì mới năng lâu này. Đấy. Chúng tụ tọt được xa lâu nó cứ mình loss lượng optical fiber, loss connector, hay năng system margin. Chúng system margin nó cứ dương sự cố tục. Toán sự cố tục mà dB chẳng hạn đó. Đọc 20 dB chẳng hạn. Nó phê đại bệnh phliêng rồi có miền xây sạc gọt sai chẳng hạn đó. Margin. Chẳng chênh bị rút của môn này, đây kết chỉ DB này. Dường ai tiên rô bán nấu mùi tiền. Cái nhé. Chẳng rút của môn nó dường chám hay dù đó. Dường ai tiên rô là bộ bài bàn này nè. Bộ bài như thế. Bộ bài như sao thì có phải bởi dường ai đặt một chút bàn. Ok. Tóm lên thế gì? Thử ấy. Những bỏ chỗ bỏ làng đó, bỏ bỏ alpha s chạy đó, khơi nhỉ. Quân của bạn L này. Chúng bộ vải nè, bộ vải sai ở nè chỉ bộ vải maximum là system giống ai mà single system đấy, mà single để bị chun đỡ được tua bàn nữa, rồi để lo một phần nữa ngân hàng hay, hay là system margin để giống cầm nót nè, nằm bay cầm ao lo nó tiệp chừng nắng rồi cầm bên bánh hải, cầm ao bị lệ tiệp chừng nắng đó, để bắt bỏ photo receiver như nè, chắc là cầm nót maximum ngân hàng để giống cầm nót nó bộ vải sai rồi cầm bộ vải để giống ai đặt chun bán mình thầm tập phần nữa. Vì ban cầm nát nữ tí tăng là dân cua đặt optical amplifier thì đây dân ai có lại dân chung thả repeater nữa nè chẳng dân mưa từ lượng amplitude dân mưa từ lượng bitrate là ta ban và man kilomet hay dân cua ta đã repeater nữa cái này nè thế nhé năng vì ai chun dương estimate bàn thà ta như cô đã thì thơ trong là khác thử sống nát lớp bit rate như tiền nhưng trong bàn bit rate của mán vì thử lẹ cái tiết này đọc cái lỗ vì thử lẹ mà xong bày cái lỗ rồi còn phân cái lỗ mẹ đấy như này chân dương chạp đao mà mơ receiver sensitivity chỉ môi nâng bit rate bây giờ chúng tôi đòi xa để photo detector có miền là limitation là trong cái receive và power của màn rate của màn đấy để việc bán vừa áo bit error rate được bao nhiêu lệ cho đấy là trong cái mặt mùi đấy chẳng bit error rate nó còn đời tầm miền tại thằng mấy ở phía mùi lừ mà chi á đó mà chỉ bit đọc sạch con đọc bằng bốn đấy chúng đầm bay minimize nó nhưng thử mơ từ lứa pass width và pass length và amplitude robot optical power pass để bật chân máu nè thấy chẳng là tôi sẽ dùng luôn photon để về bật chun lên màu này mà pha nè chẳng mà reflect tràn với bây giờ gì nhỉ chứ bỏ khá mà đo dư nè để xa lại đo reflection tràn với nó nằm đo cái này receiver nó vì dư trên kề chẳng vì tôi gì nhỉ vì tôi gì nè, tại bởi vì mà đào thì prom kia, việc đi cho mồm thì, đó nè.
chẳng nơi cái này ní dân khơi nhờ cái này ánh cứ như chấm nốt photon chấm nốt photon anh ấy plane constant là bươn bờ lứ nè wavelength nè wavelength chẳng EB ní sẽ gì cái EB ní energy band này nè còn ní cho anh vậy giờ chúng energy band rồi bỏ ở phần này photo receiver này cứ đẹp bòn chỉ một tí mối cứ này power duration này bit duration hay bắt đầu mà tiết cứ amplitude cứ power này bộ nó cứ power amplitude chẳng chênh bây giờ này chân luôn bit chân luôn photon này number of photon average number of photon cùng chỉ một những phần constant lambda này energy band kéo này anh chỉ bền kẹp hòa đi tầng mùl bảo dương lọc khớ cứ energy photon energy bảo dương cứ hạ xí lưu làm đà nó mặc crop đọc vị tràn crop đông thì chỉ phá lên chứ chẳng vì thật côn trần hôn photon được trong đồng điện hãy dương miên chạy đi mới tiết nè power là cái bộ này côn chỉ môi nâng rồi dạ phê to một tiết dương nguyên rụp của môn đấy chẳng ra rụp của môn đấy receiver power bảo dưỡng smart cho môi nó anh chị bán chạy cho môi nó là dạng về chạy là dạng về anh bỏ đi mà hồi mình chẳng là power ní thì dịp power được chút máu mà đo cả lấy receiver này chẳng dịp power bảo receiver ok to một tiết dương khơi tha bit rate màn bit nó mỗi second ok chẳng nào không mua dịch khăn cái này nè TB nè bit trong màn địa p nè trong ô theo thả đấy cần chiêm anh ấy mặc bit địa p trong mặc bit là màn mui micro dịch khăn chẳng đó là bit rate đấy và màn về cần chiêm dịch khăn nữa tiền bài đây chiêm dịch khăn đó và màn dịch khăn cho pin được khom đi chẳng và bit bt nó bit rate nó cứ mui lư tệ đấy để cần chiêm chậm nó vẫn không mui dịch khăn chính xác cần mới màn bịt mà dịch khăn này đọc xoay côn đỏ và mối bỏ tới thì đọc xoay côn và mối chẳng đọc xoay côn và mối bịt nó mối dịch khăn này chẳng này milli micro thở thở như vậy chẳng những ai tiên màn thẩm mạch nhỉ chẳng mình thầm tài ở bộ vài đi thế thì thầm có đau thì mối nắm bitrate hoặc dương điện anh chẳng minimum đã photo nè detector ai cho tôi vô bán chẳng một viên màu lượng với cái photo receiver sensitivity nó có ai detect ở toàn này vì lượng với vì respond trên chiếc current ở toàn toàn đấy của photo detector nó vì detect một lứa hai transfer một lứa nó từ chia cho rõ chẳng nơi lại ní vì thời ca p này chẳng vì mình limitation vào cái này cái nhé power bitrate nào mối với smart chỉ mối năng energy chỉ mối năng bitrate này, cũng như mối năng bitrate.